bạn. Hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc đi CV chuyển việc, chi tiết cụ thể về công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan, các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi các bạn đến tham dự buổi sale Jimmy bên mình. Hiện tại buổi sale Jimmy bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày thứ hai, thứ sáu vào lúc 11 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi buổi sale Jimmy bên mình sẽ giới thiệu từ 30 đến 40 công ty đầy đủ các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc buổi sale Jimmy, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Các vấn đề thắc mắc, các vấn đề liên quan các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi bạn tới tham dự buổi sale Jimmy bên mình. Nếu các bạn quan tâm hãy liên hệ số điện thoại 0362068058 để tư vấn cụ thể hơn. Ví dụ hiện tại mình đang có công việc là nhân viên cho Comini. Địa điểm làm việc của các bạn sẽ là tỉnh Aichi, thời gian làm việc là shift tổ C. Lương khởi điểm cho khoảng từ 23 cho đến 28 man tùy theo năng lực của các bạn. Công việc này ưu tiên những người có kinh nghiệm làm về Comini. Nếu các bạn quan tâm và muốn đăng ký phỏng vấn công việc thì hãy đến buổi sale Jimmy bên mình để được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc. Xin chào các bạn.